cứ mãi cô đơn bơ vơ bao lâu rồi ai đâu hay. Ngày cứ thế trôi qua miên man riêng anh một mình nơi đây. Những phút giây trôi qua tầm tay, chờ một ai đó đến bên anh lặng nghe những tâm tư nào. Là tia nắng ấm, là em đến bên anh cho vơi đi ưu phiền ngày hôm qua, nhẹ nhàng xóa đi bao mây đen vây quanh cuộc đời nơi anh. Phút giây anh mong đến tình yêu ấy, giờ đây là em, người anh mơ ước bao đêm. Sẽ luôn thật gần bên em, sẽ luôn là vòng tay ấm em, sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời. Em luôn là tia nắng trong anh không xa rời. Mình đi dẫn lối, ngày sau có em luôn bên anh trên con đường ta chung đôi. Niềm hạnh phúc như trong cơn mơ chưa bao giờ anh nghĩ tới. Phút giây ta trao nhau tình yêu ấy, giờ đây là em, người anh sẽ mãi không quên. Sẽ luôn thật gần bên em, sẽ luôn là vòng tay ấm em, sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời. Lắng nghe từng nhịp tim anh, lắng nghe từng lời anh muốn nói. Vì em luôn đẹp nhất khi em cười, vì em luôn là tia nắng trong anh không xa rời. Vì em luôn là tia nắng trong anh không xa rời. Hôm nay thay mặt cho đại diện gia đình họ nhà gái chúng tôi lên trao cháu dâu cho họ nhà trai và cũng nhận luôn cháu rể họ nhà trai với họ nhà gái về làm rể gia đình nội tộc họ nhà gái chúng tôi. Kính thưa các cụ, ông bà, ông bạn bè, thanh niên nam nữ, qua một thời gian các cháu đã được tìm hiểu đến ngày hôm nay thực sự là rất vui vẻ. Ba bè hôm nay có mặt tại Hồ Lô hôm nay mừng nhất cái hai sự nhất trí của chính quyền hai địa phương đồng thuận hai bên bố mẹ nhất trí cao và hài lòng. Ngày hôm nay đúng là giờ và ngọc thực sự bố mẹ
các cháu. So